Hiện tại thì mấy anh em bây giờ đến khu vực nhà anh Giàng rồi. Trên đấy sương mù xuống đến đây trời lại quang. Lên nhà anh Giàng nhanh nhá. Thì anh em sẽ nấu cơm ăn cơm nhà anh Giàng. Ôi dồi, lên được rồi. Hơi trơn nhá. Trơn mà. Lên thẳng chỗ cây hủ. Ừ, chỗ này sợ trơn thật đấy. Chỗ này chậm gầm nhỉ. Không có cỏ này không sợ. Đánh luôn. Ok. Quay đầu lùi, lùi vào kia đúng không? Đúng rồi. Thì em xin nhắn. Ừ, chào anh nhá. Nhờ. Tao đóng cửa giúp anh. À? Nó cay. Mua gà chết. Kia. Từ từ, không sợ đâu. Ui, mua à? Mua ngay à? Thế mua dọc đường rồi mà. Thì mấy anh em ăn cơm đây. Gặp tuần đó. Quả này là dùng nuôi được thoải mái ấy nhỉ. Phải hồi chắc vừa đi chở củi về. Có cả dây con này là đi chở củi. Đấy, đấy, đấy. Ừ, vẫn đi xe huyền thoại. Đối không? Đối, đối xe đạp, lấy ô tô. Hôm đó em làm tiếp. Mà biết rồi là mẹ làm gì à, biết biết nào nó nào mà lại không làm đâu, nó mới bây giờ nó cũng giờ đâu mà. Lợn này, lợn ở chuồng này nè, ra ra đây. Cái này đây nó vào, nó vào. Thì xem con lợn hôm trước con mua về cho nhà Pây Hầu em. Nó là đây à? Ừ, đây. Đây. Vậy à? Ừ. Ồ, đừng đúng để nó vào. Lấy cái này ra. Đây. Ồ. Cái nó bảo ông kia đi. Anh bà mới nấu cám cho ăn. Mẹ nó nấu cái nào cái này em. Trên này. Bà tải lên xuống đây. Úi úi. Rồi rồi. Để đấy, đấy. Xem mẹ nó làm, nhưng ông làm, nhưng nó bây giờ nó làm. Mẹ nó bảo bây giờ không? Mẹ khác làm á? Mẹ khác nuôi à? Nó bảo này mà anh tặng phải không mà? Đi đâu nó ăn tặng đâu mà? Còn mẹ nó... Không hiểu Phi Hầu nói gì. Bởi là cái đâu, bốn cái bộ nó đánh nó vào. Bởi là nó là bao nhiêu? Phi Hầu đổi bò lấy lợn à? Nên là nên đánh bảo lên nó à. Lên xem mấy con lợn của nhà em Ly xem nào. Đường này chứ em. Không, bây giờ phải đi đường này. Phải đi đường này. Đường kia chặn hết rồi. Đây, leo lên đây này. Anh này. Báo ơi, giúp anh Giàng thịt gà nhá. Thì anh em ăn cơm đây. Xong về nhá. Đằng nào cũng muộn rồi. Mất công đi cả ngày rồi. Đường kia chặn rồi anh. Giờ phải đi đường này mới đi được.
Đấy. Úi dồi ôi. Đội trẻ con này thấy mình. Chào chú chưa? Chào chú. Lộc đang làm gì đấy? Đang chơi á? Bạn cháu đang chơi để chơi. Hôm nay lại không mang kẹo rồi. Hôm nay chú không có kẹo rồi. Để mai lên mua sau nhá. Ừ, rồi, ngoan. Hôm nay không có kẹo rồi. Em chào anh. Phúc chào chú chưa? Chào chú. Hôm nay vừa trên vùng cao xuống nên là không mang kẹo. Đợi trẻ con rất là nhiều. À, xin chào. Vào xem lợn nhà em Ly xem nào. Chuồng trại cũng sạch sẽ đảm bảo đấy. Hạnh ở nhà cùng với ai đấy Hạnh ơi? À, mẹ ở nhà. Trẻ con khu này đông thế. Ờ, xin chào. Lợn kia nó có ăn khỏe không? Có. Lấy sắn về cho nó đi à? Mà sao nó vẫn gầy thế nhở? Không, đấy, em bảo cho em một thịt, cho em một bao cá mà không thể kéo. Cố gắng chăm nó xem nào. Đun cám lên. Em chưa nay vừa nấu xong thì nó lại chăm chứ. Ờ, cho nó ăn đi nhá. Em lại cái chậu của em kia, còn một chậu cho nó ăn đấy. Ờ, cố gắng đi nhặt rau, nhặt cỏ về cho nó. Em ngày nấu em cũng phải đi hái rau lận. Đang bổ củi à Ly? Chào chú nhé. Ờ, xin chào. Ờ, chào mấy anh em. Ui, xào gì đấy? Đu đủ à? Cháu xào nó đủ thế. Cúc ơi. Sao mặt bẩn thế? Bà mẹ rửa cho đi nhanh. Rửa chân tay sạch vào. Nhớ chưa? Bảo mẹ rửa chân tay cho biết chưa? Ba ba chú. À, chú đi về đây nhá. Ô, bầy hầu lại xuất hiện ở đây à? Bầy hầu có mặt ở khắp mọi nơi ở lúng buông. Chị đang nói gì với Pê Hồng đấy? Đang bảo là không có vợ để chăn lợn à? Vâng. Pê Hồng có phải chăn lợn đâu, toàn bà chăn đây. Bà chăn thôi. Đợi.
mà lợn chăn tay hầu. Quan đến bờ thì anh hầu nó khác rồi nhỉ. Mà anh ta phải đưa đi tiêm mới rồi, cả ngày là cả ngày, nói tiếng nào cũng không đúng bài nó. Thế cái vụ đi tiêm là không chịu đi tiêm mà chị hay là nào? Không chịu, nó không chịu đi tiêm, bố thế là anh mới cho số cho mua nhiệt đào pin nhỏ nhiệt đào gọi cho anh Thắng về dù đi. Thế là nó không tổn đâu, tài luôn. Nó bảo là bà lấy thẻ bé bé của nó như thế này, thế bà của nó. Chắc bà sợ làm rơi nên là bà cứ giữ hộ thôi mà. Thế là bà không cho nó, thế nó cứ kêu nó chỉ mới bảo tiêm. Nhẹ mua, mua. Nói đằng nào cũng không đúng, nói đằng nào cũng không đúng. Xong mới tức đúng không? Vâng, anh Thắng mới bảo là thế thì đi 1 triệu. Thế là bà mới dậy đi uống rượu thế. Nó cười đi uống rượu. Đi uống rượu thì cười. Bé Hải La. Bé Hải La của bé. Xong là nó mới đứng dậy, nó mới rủ anh bè, anh bè Hải ở đây luôn. Biết rồi, biết rồi. Mẹ cho nó ra ngoài xong rồi mẹ chỉ mẹ bảo là mẹ về nhà rồi đi lấy thẻ căn cước. Xong nó mẹ bảo đi đâu? Thế chị mẹ bảo đi về nhà, mẹ về rồi đi xong chị bảo mẹ lấy cho. Xong nó mới về với anh Thắng dùng nó mới về xong mới lấy được cái thẻ căn cước, nó mới cười nó mới đi đấy. Xong là thay bộ quần áo mới toanh đi. Alo, nói cái gì cũng không đúng bài của nó rồi. Xong rồi hôm đấy là đi chích một múi luôn. Vâng. Đấy. Không đau thế nào luôn. Đi một về thôi, hỏi nó mà có đau không? Nó bảo đau đau một tí. Cái đợt đưa Pê Hầu đi làm răng nhá, không cần gây tê luôn đấy. Nó về nó mấy bác sĩ nó cũng bảo không biết đau mà. Bây giờ đẹp đây. Đẹp lắm rồi. Bây giờ được không, rất khỏe. Bác sĩ bảo là chưa có trường hợp nào mà ừ, làm này mà không gây tê. Đau mà không kêu đau. Nhiệt đau cũng tựa. Chưa mà tựa. Nha. Lấy tia là lấy tia là ổn. Đi không buông không mua về rồi. Phải đứng lên nó tia nó ổn. Nó không buông nhiệt đau rồi. Lá mùa lá. Lá li à. Dìa bé li à. Lá li à. Nó muốn nhẹ nhẹ là mua được rồi. Dạ. 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 Lá li à. Bảo gì đấy. Nhẹ đi à. Nên chỉ còn tua ta. Chị mới nghe Pê Hầu nói rồi nhưng mà em chịu. Tua ta đi. 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 Nè bông ai à. Tua ta là bông ai vô mềm mềm này đi. Dua. Dua. Nó bảo nó không lấy lợn. Cá tỏ. Lấy lợn muốn lấy vợ à. Một phu này. Thế thì ngài nữa rồi, giả cũng muốn làm thế, ngài nữa đó. Đi lào lưu lưu à, đi lào yếu bút nè. Pê Hầu, không ai dịch được Pê Hầu. Chịu, nhờ, báo nhờ. Mà em không nghe được. Lúc đấy em dịch buồn cười đó. Em đồn đi, con gái đấy. Hai người chưa cùng cô đơn, chưa có vợ. Mà nói đúng bài nó mới cười đấy, không á, nó không cười đâu. Mặt buồn mai lại cười thôi mà, cái cạch hai chén rượu của cười thôi mà. No. No. Để sợ ngay mà. Pê Hầu sợ em rồi mà. Công an. Lúc mà nó buồn thì không có chứ em. Ấy là sao nó cũng ấy đầu đi. Công an chỉ chở à. Ai nhỉ là nó bùng bùng mũi à, nó bùng bùng. Chứ hai nhỉ à. Công an đấy luôn à. Bùng bùng. Nói chung là mình cũng phải thông cảm cho những người Pê Hầu. Thực ra thì không được bình thường đấy. Nói chung là đúng không mũi. Nhiều bác xem video cũng phải thông cảm nhé. Vì là đôn nại nhé. Pê Hầu là sinh ra cũng không được bình thường rồi. Đồn sáng nắng chiều mưa đâu. Vâng. Ừ, các bác xem bây giờ là hết sức không cả. Mùa bê mà. Chị bên kia với vợ anh, trước vợ anh Tảnh ở kia. Đúng rồi. Nói, gần nó thì nó chửi cho nó. Nhưng mà chị thì nó nghe mà nhờ. Vâng, chị nó mới nghe. Đi với mỗi tội làm về đến thì mình cơm các thứ, nó ăn kiểu gì nó ăn, mình không nói. Với lại có cái gì nó về đến mình cũng bảo nó ăn. Nó không nói đâu. Còn lại á, bà chị thanh kia cũng không nói được đâu. Nói một tí nó chửi luôn. Làm bè. Nó ra nó mới đùa mà. Nha bố là. Đây đây.
đặt mẹ ngủ để no đi. Chặt ra luôn. Đâu? Ông cứ để cái đấy no no. Oh no. No. Yo. No chuyển sang tiếng Anh luôn. Yo. Đi vào nhà rồi. Đâu, mệt quá. Đéo tiếc đâu. Mệt quá phải hồi. Phải chơi cả tiếng Anh. No no. Chơi tiếng Anh. No no no. Mà tiếng là nhìn đẹp. Tiếng nào tiếng Phật. Tiếng là tiếng về đó. Đời nó nguội chặt được á. Chặt. Để canh hút. Để một cái cho trẻ con đấy. Một hai cái để cả hai anh được bao. Rau dưa đây. Đây. Hay làm như kiểu dưa chua này. Ăn rồi à? Cái này hả? Chín dương quá à. Bắn luôn. Bắn luôn. Bắn luôn. Bắn luôn mấy điều. Mà tùa chai hả? Hả? Chả nên tùa chai hả? Tùa chai hả? Nó muối. Anh Giang làm cả món canh đắng à? Có chứ. Xong món măng này nữa. Măng đắng rồi, canh đắng. Hôm nay là đi ăn cả ngày ấy nhờ. Anh Sử hôm nay lên nhà anh Lử còn làm được một bát tiết canh. Đấy, táo thái lá chanh. Mỏng như tờ giấy. Mỏng không có gì để tả luôn. Thấy to mới là gắt chúng, thấy nhỏ có lại gắt con chúng nữa anh. Ai to gắp mấy chúng à? Để hết vào trên thịt nào. Như cái này là nó quay nắng. Cho vào thịt gà này. Để hết vào đây à? Anh gà với anh em là đi dọc đường là mua. À bao thái luôn. Thái luôn hoa đu đủ đi. Thái luôn hoa đu đủ. Chưa được rồi. Hoa đủ này, thái bé. Vâng. Có cả hoa, có cả cả lá đây. Hoa thì không cần thái được. Đấy, đây cái thái bé được, thái hết đi. Đấy. Cái này thái, thái rồi. Thái rồi. Đây, cái này là tí làm nước chấm. Cái này thái rồi, luộc qua rồi. Vâng. Đủ đủ tươi này. Báo gọi điện về cho vợ chưa? Gọi rồi mà. Bán cơm đây ông về nhá. Vợ dùng mấy lần rồi. Bán cơm bánh nước rồi. Không đi đâu đâu, về đến nhà về bảo thế. Không thấy vợ lo ấy. Không nghe em đàn đi xa về bảo lấy một đường mùa kia rồi. Vợ không thích người thằng nào.
Đỡ phải làm việc nhiều phải không? Chia nhau ra làm nhàm đấy nhỉ. Mỗi anh nhàm là rất vả thôi. Mình phấn đấu bằng chữ bốn vợ là được rồi. Sáng này không thấy dậy đâu, bảo kêu mệt cơ nào, bảo kêu mệt thì mệt chả thấy dậy ăn cơm no tối bữa cơm no sáng còn không dậy đâu hết. Đấy, món dưa này là hợp lý đấy. Nấu dưa xào. Rau dưa này rất là ngon canh. Ăn với cơm ngon mà. Ngon. Ở trên kia nướng mà mình anh em hôm nay mình vui nhất là nướng một bát ngô 80 ăn không hết nhỉ. Đúng rồi, đúng rồi, cho cái nhà. Nhà ai sấy cả. Canh đắng này chắc là được rồi. Ui sôi rồi, pháo được rồi. Múc ra luôn đi. Còn món canh đắng này nữa đâu vậy ơi. Vâng, nhiều món lắm rồi. Báo nhiêu món cạnh. Đây kẹp đây. Đang dùng kẹp nhiều. Quen rồi. Còn chỉ tài não thử tế còn tài não thôi á. Không đổ được đâu mà, em dòng kẹt quen rồi mà. Em có mang cái tái nó thử cái nào à? Cho dính nhỏ do và ăn cho nó được. Được mà, ăn cho nó đỡ đau bụng ấy. Đúng rồi, được mà. Chuẩn. Nhỏ nồi là ăn đỡ đau bụng á? Không. Nhỏ do. Nhỏ, cái nhỏ, nhỏ. À, do này này. Thế thử cho vào một tí xem nào. Nếu anh nói thế rồi, đừng ăn cho vào. Cho vào cái chú chảy luôn chứ không ăn được. Cho mấy mán chưa, ăn dàn rồi. Mấy mắm. Chị tao cho quả. À, cho ít, mười ít thôi. Mười cái canh cho tí rồi. Chị thấy chị phát nào mà cho nó. Vâng. Sao nhìn sao mà phải xíu. Chắc là vừa rồi. Vừa rồi không có gì cho mình tí. Nha, cho mi chanh đẹp vào. À. Ừ. Ôi, ít ít gì thôi. Đúng. Vâng, được rồi. Đang quảng cáo là không ăn mì chính nhiều đấy. Vâng. Cũng không tốt đâu. Áo ấy cầm cái kẹp xong là đủ bụng một phát. Cho nhanh. Đấy, vào đấy cho tí mùi do nhé. Không có đâu. Chiều mùi do. Rồi, vừa tầm luôn. Thôi, rau kìa. Món này nhìn thế ra mà rất ngon nhá. Được rồi, thế rồi nhá. À. Pháo bê vào luôn nhá. À. Đây, anh sửa xong ăn cơm. Mời cơm đấy. Phanh tay đàng hoàng nhá. Đó, trò đấy nhỉ anh sự ấy. Dạy cả Pay Hồng mời cơm à? Pay Hồng mời cơm. Anh bảo phanh tay là mời cơm. Làm bát canh đắng đâu. Canh đắng à? Đấy. Nó là không có bát nó làm canh đắng à? Quên lấy bát rồi. Đang tưởng ăn cơm. Không bảo báo múc cho được mà. Vâng. Ôi. Không. Đủ bát cơm cho rằng bát canh đắng à? Anh Giang ơi, không uống rượu đâu. Không mệt lắm rồi. Không uống nhiều, uống 1-2 chén. Ba con món ăn ít. Ăn ít. Hôm nay là anh em đi với nhau cả ngày. Hai cháu nhá. Hành trình từ lúc sáng sớm rồi. Đi lên nhà anh xong là mới đến nhà chị gái của mời anh Pháo nhá. Quay xuống là anh em ăn cơm ở nhà anh Giàng. Anh Giàng ơi, ngồi anh Giàng ơi.
Thôi em mời anh chị nhá. Vâng, cái là anh chị nhá. Ừ. Mời pháo nhá. Vâng. Mời các cô, các chú nhá. Vâng, mời tất cả khán giả ăn cơm cùng. Mời khán giả nhá. Anh cứ ăn đi. Ừ. Anh làm bát canh đắng. Hôm nay đi cũng khá mệt đấy. Vất vả cho anh sự lái xe. Không có gì đâu. Mời anh chị mấy chú với cháu ăn cơm nhá. Vâng. Cho anh chị. Lúc nãy là em Hầu mời rồi, em Hầu khoanh tay mời là Hoàng nhá. Này. Cô ơi. À. Ờ, no cay. Ừ. Lấy còng cho. No cay. Lấy cho chị một cái nhá. Chị nò. Chị nò à? Nò đi à? Đấy. Thôi em mời anh nhá. Vâng. Mời tất cả các bạn ăn cơm cùng gia đình anh già. Đầu này ngon đấy. Còn là số mà mình chân ăn đi, đói rồi đấy. Đấy thì chồng mình chân số rồi. Cháu gì xúc cho nó hả?